Tiếp tục với những thông tin thời tiết thì ngoài Trung Bộ giảm mưa, còn các khu vực khác trên cả nước thì nhiệt độ và thông tin cụ thể như thế nào chị Thu Hiền? Dạ vâng, với khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội thì ngoài trời hiện tại lúc này thì vẫn đang còn lạnh, nhiệt độ chỉ vào khoảng là 22 độ thôi. Nhưng mà sau 6 tiếng nữa khi mà trời quang mây và nắng liên tục thì quý vị sẽ thấy hơi nóng khi mà nhiệt độ tăng lên là 32 độ. Ngược lại, độ ẩm thì sẽ giảm xuống chỉ còn là 51%, không khí bắt đầu hanh khô và khó chịu hơn. Nhiều nơi khác của Bắc Bộ cùng chung trạng thái nắng khô trong trưa và chiều ngày hôm nay. Dự báo độ ẩm thấp nhất ở phần lớn các thành phố thì đều từ 60% trở xuống. Còn nhiệt độ cao nhất thì sẽ phổ biến là từ 29 cho đến 32 độ và chênh lệch gần chục độ so với lúc sáng sớm. Nửa phía Bắc của Trung Bộ thì cũng giảm mưa, chỉ còn mưa ít nơi vào sáng nay. Đến trưa và chiều thì trời sẽ chuyển nắng. Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế nhiệt độ tăng lên cao nhất là 29 đến 31 độ. Và nắng cũng sẽ là trạng thái chủ đạo ở nửa phía Nam. Từ Đà Nẵng đến Phan Thiết nhiệt độ không quá 32 độ. Với Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay thì mưa sẽ giảm và lùi về sau 2 giờ chiều. Còn trước đó trời sẽ có nắng nhiều hơn, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi thì sẽ là từ 28 cho đến 32 độ. Cảm ơn chị Thu Hiền với những thông tin thời tiết vừa rồi.